Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về một món ăn rất là đơn giản và quen thuộc. Đó là món thịt rang nghệ các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình, thịt rang nghệ hành, hạt tiêu. Rất ngon và rất bổ dưỡng. Các bạn có biết món thịt này tác dụng và chất dinh dưỡng tốt như thế nào không? Sản phẩm của mình sau khi đã làm xong rất hấp dẫn, rất mềm và thơm ngon. Thì món thịt lợn là món thức ăn quen thuộc trong gia đình nhà mình. Thì sau đây mình xin trình bày cách làm. Nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là thịt lợn. Ở đây thì các bạn nên hãy sử dụng thịt lạc vai các bạn nhé. Thịt lạc vai ăn nó vừa mềm, vừa ngon và không bị ngấy. Và tiếp đến là nước mắm, một chút gia vị bột canh, một chút hạt tiêu xay. Và tiếp đến là một chút hành lá, một chút hành tím khô. Các bạn đương nhiên là các bạn sẽ biết là con lợn ổn ỉn mua hành cho tôi đúng không ạ? Thì là thịt lợn nấu với cả hành khô thì rất là hợp. Thì trước hết thì mình đi thái hành khô hoặc mình đập dập và băm hành khô ra. Và sau đó là mình thái đến củ hành, cái hành hành lá ấy. Hành lá ở đây thì mục đích là mình trang trí vào cho đẹp, thêm sinh động cho đĩa thức ăn. Sau khi hành mình thái xong thì mình tiến đến là mình làm cái củ hành. Củ hành ở đây thì các bạn dùng dao hoặc dùng búa, các bạn có thể đập dập và các bạn băm sơ nhé. Là băm vừa phải, không băm nhỏ á. Thì sau đó là đến miếng thịt, sau khi hành mình đã đập dập và băm sơ rồi. Thì bây giờ đến miếng thịt thì các bạn nhìn xem là cái thịt của mình. Các bạn thái theo thớ ngang các bạn nhé. Đừng thấy dọc thớ mà mình ăn nó rất là dai và không ngon. Thì các bạn có thể nhìn thấy thì các bạn cắt và sau đó các bạn thái ngang miếng thịt và thái lát thật mỏng các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy miếng thịt của mình tuy là lạc vai thôi nhưng các bạn có thể là thái mỏng như này, các bạn có thể cuốn lấm ấy. Sau đó mình ăn lẩu, mình cho vào trông rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thì các bạn nên nhớ là mình ăn cái thịt nó vừa mỡ, vừa dắt một chút lạc, vừa dắt một chút mỡ thì ăn nó rất là mềm và ngon. Đấy, các bạn nhìn thấy miếng thịt rất là mỏng và có vân hoa rất là đẹp đúng không ạ? Tráng đỏ, không kém gì thịt bò Mỹ đâu ạ. Đấy, và các bạn thái mỏng như vậy. Và sau khi mà mình đã thái cái miếng thịt đấy xong rồi, cái lượng thịt của mình thái ở đây là mình thái lạng 600 g thịt. Và bây giờ mình đi ướp thức ăn, thêm cái gia vị của nó vào. Thứ nhất là các bạn có thể ướp 2 thìa nhỏ sữa chua, gia vị nha, một canh đấy các bạn ạ. Và một chút xíu đường, 1/2 thìa đường ăn phở đấy ạ. Và mình có thể cho một nửa hoặc 1/3 cái số hành mà mình đã băm rồi vào cho thơm. Sau đó là mình trộn đều như từng chút nước mắm các bạn nhé. Mình trộn đều mình ướp khoảng 20 đến 25 phút. Sau khi cái thời gian nữa của mình đã xong rồi, bây giờ mình mang đi để nấu. Nấu thì mình cho lên một cái chảo như thế này. Các bạn cho một chút xíu dầu hoặc mỡ vào để mình xao cái hành còn lại nhé. Cái hành khô ấy ạ. Ít thôi ạ. Xao cái hành cho thơm các bạn ạ. Đây, các bạn xao cái hành rất là thơm lên.
Thì khi mà chỉ cần ngửi thấy mùi thịt các bạn là đã muốn ăn rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy cái hành nó rất là thơm rồi thì mình cho thịt vào. Các bạn là biết là ướp thịt kiểu này thì khi mình rang nó không ra nước nhiều ạ. Tất nhiên là nó vẫn ra nhưng nó không ra nhiều. Đấy, sau đó là các bạn đảo, các bạn cứ cho to lửa lên, bởi vì ban đầu mà nó còn có nước thịt nữa. Cho nên là các bạn cứ cho to lửa lên một chút, sau đó là các bạn đảo đều. Các bạn xào đến khi mà các bạn cảm thấy miếng thịt có thể sử dụng được rồi. Các bạn thái mỏng thôi thì miếng thịt ăn rất là ngon và mềm. Và mình rang nó cũng rất là nhanh chín. Lúc này đây các bạn nhìn thấy thịt lợn chín đến 90% rồi đúng không ạ? Thì mình muốn như thế này. Nếu các bạn mình cho thêm một chút bột nghệ nhé. Với cái món thịt này này, nếu các bạn mà ăn được nghệ thì các bạn cứ cho vào như thế này. Thứ nhất là nó vô hại, thứ hai là rất tốt dạ dày, và thứ ba là cái nghệ này nó rất là bổ máu và rất là có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Cho nên các bạn hãy thay bằng nước hàng thì các bạn hãy cho bột nghệ vào nhé. Như với mình đây thì mình ăn canh cà hoặc canh chuối om ấy, mình đều cho cái nghệ này vào, ăn rất là tốt. Và cái thịt này không những tốt cho những người bình thường và rất tốt cho những phụ nữ sau sinh các bạn ạ. Tức là cho cái nghệ này vào nó không bị hậu sản, hoặc rất tốt cho cái bộ mặn tiêu hóa. Đấy, rồi sau đó là mình thấy bột nghệ đã được đều thịt rồi thì mình cho luôn hành này. Và các bạn có thêm một chút hạt tiêu này. Hạt tiêu lúc này các bạn mới cho nhá. Thì mình ăn nó mới thơm ạ. Và sau đó là các bạn có thể nêm thêm chút xíu mì chính, hay còn gọi là bột ngọt đấy ạ. Đấy, thì các bạn đảo đều lên. Lúc này các bạn vẫn để lửa nhỏ nhỏ nhé. Sau đó các bạn đảo đều lên và các bạn tắt bếp. Các bạn có thể là đánh giá là như là miếng thịt này nó vàng, nhìn nó không hấp dẫn. Thì đúng là so với cái nước hàng thì nó không hấp dẫn hơn. Nhưng các bạn ăn lại rất là tốt cho sức khỏe. Cho nên các bạn đừng vì hình thức mà bỏ quên đi cái tác dụng của nó nhé. Và sau đó lúc này là xong rồi thì các bạn tắt bếp đi và cho ra đĩa. Món này mà nóng hổi thì ăn rất là đưa cơm luôn. Mình không biết là các bạn thì sao, với nhà mình thì cái món thịt thì hầu như là trong một tuần ấy là 7 ngày có 14 10 có 14 bữa, có thể là hơn, thì đến 10 mấy 11 bữa thịt đúng không ạ? Cái thịt là một trong những món ăn mà không hề bị ngấy, và trong cái đó nó là cái thức ăn thông thường ở trên mâm cơm nhà mình. Cho nên là các bạn muốn được đổi miệng và lạ miệng thì đôi khi các bạn cũng muốn trải nghiệm một số những cái mà để mình đã đổi vị ạ, đổi vị cho cái bữa ăn nhà mình thêm ngon hơn, mặc dù vẫn chỉ là sản phẩm đó là thịt. Đấy, thì các bạn thấy ăn cứ nhất là người già và các trẻ em mà ăn được như thế này thì rất là mềm và ăn rất là ngon. Đấy, các bạn thấy sản phẩm của mình xanh vàng rất thơm, thơm mùi hành và mùi nước mắm rất ngon ạ, óng ánh luôn. Và cái thịt của mình mua thì nó không phải là mỡ lắm, nó cũng không phải lạc lắm. Thì các bạn cứ nghe mình nãy lựa chọn những miếng thịt như vậy thì mình ăn rất là mềm và giòn, không hề bị mắc răng. Thế là video của mình đến đây đã xong rồi. Xin chúc các bạn làm và đổi vị cho cái bữa ăn nhà mình thêm ngon hơn, hấp dẫn hơn, và để tạo được cảm giác ngon miệng đúng không ạ? Thế video của mình đến đây đã xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chúc các bạn làm và được những món ăn thật lạ miệng, thật ngon cho cả nhà. Chúc các bạn
thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Các bạn nhớ đăng ký kênh để chia sẻ.